Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái tập tiếp theo của cái series game linh hồn xác chết này. À đâu thám tử xác chết. Ok continue. À, cũng có một số anh em hỏi là tải cái tựa game này ở đâu thì anh em cứ comment phía dưới tôi sẽ đưa hẳn link cho anh em tải về và chơi. Nhưng nếu mà để anh em tự chơi ấy, thì nó thật sự là tôi phải nói một điều rằng là khi mà anh em tự chơi thì nó khá là khó khăn bởi vì anh em phải tự giải đố các kiểu là điều cơ. À, đủ má cả. Ok. Thì đoạn trước tôi đã có một nhiệm vụ là giải đố ở cái đoạn giảm cái vụ án là đoạn méo nào nhỉ? Tôi để tôi nghĩ xem nào. À đúng rồi. Ở cái tập trước chúng ta đã giải đố ở trong cái căn nhà bệnh viện, cái bệnh viện cứu cái con Iris. Và vào cái bảo tàng để mà giải đố cái cái nhân tố để mà cái nhân tố để phá án cái hung thủ giết cái con Iris. Tôi thật sự tôi không nhớ cái cốt truyện cho lắm nên là nói nó hơi gọi là tù tù. Ok. Đây là tôi biết là cái đoạn này tôi mới đi đâu đây. Mẹ. Đoạn này nào đây? Blink cho nhanh. Cái đoạn nào đây vậy? What the fuck? Bị vào. Đây cái đoạn là 27m kia cũng do mẹ đi con lạc à. Đủ mà ăn cá. Đoạn này đoạn nào nhỉ? Biến. À đây 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 đây. Ờ đây là cái nơi kiểu như là cái lúc đầu chúng ta đi thì phải. Chỗ này quen lắm. Ghi đây là cái đoạn đường ra eo biển. Đúng rồi. Chúng ta lại ra ụt vãi lại cái chỗ kia. Đậu. Tôi tưởng là tôi phá án cái đoạn chỗ này chứ nhỉ? Sao lần này đi quay lại à? Cops and criminals get used to red and blue flashing lights. À, even after you get ở trong cái nhà thờ này chắc là có một cái vụ án gì giết người nên là công an nó bâu kín thế này. Get that feeling that this time they mean something personal. Có người đéo đâu mà mẹ cứ xe đẩy xe lăn kia, đù. Đấy, hiện trường đã bị phong tỏa. Ôi, con bé kia đang lúc gì cả. Thank God you're okay. Hãy đây. No, no, Joy, Joy, don't. Damn it. Sao tôi để ý rằng là tôi đi đâu tôi không gặp cái con bé Joy kia nhỉ? Lieutenant, caught her sneaking up the side staircase. Says she's a friend of the priest. Where's Father McCauley? Ở đây nó bị bắt mẹ rồi ngu vãi. Put her in my car. I want to interview myself. Somebody remind Broyles. Đưa cô ra chiếc xe. It's a simple question. Oh. Take it easy. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông. Thật đơn giản. You better find Baxter. Nope. To the station. Drove by his place. Nothing. Now there's definitely something wrong here. I mean, honestly, have you ever seen anything like this? After this stuff, feels like a goddamn. Nó nói cái what the fuck gì nhỉ? I don't know. Seems so demented. 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 I gotta find this crime scene before they cart away all the evidence. Cái thằng mù tiếng Anh thì như tôi thì nói chung là chơi tựa game này nó khoai vách cái đái ra các bạn ạ. Ngoài cái việc đi lọ mọ thì tôi còn phải đi các kiểu ra điều nữa. À đù. Trong này nó lại là cái lũ này cơ. Hiện tại rằng là chúng ta đang đi làm cái nhiệm vụ gì là tôi không hiểu cho lắm. Không ra được. Vẻ như game nó hơi lag. Phải nhờ anh em nhỉ. Đây đoạn này không có gì. Úi dồi ôi. Một pha blink bày phát. Móc lốp con này. Chết. Kìa bắt nó ngu vãi.
quá cái bắt nó thì méo có bắt. Ồ, lại chết quê rồi. Đó, quả Blink quá đẹp để mà hạ một con ngu đần này thì méo nào tôi đã không giữ giờ. Đây con điên này. Mày. Tao điên rồi đấy. Đây một con, kia một con, đây một con. Con ma điên này nó vẫn đang đi tìm tôi các bạn ạ. Đây đúng không? Đằng kia đâu? Do là trời miền Bắc nó bắt đầu cũng có cái thời tiết rất là bốn láo nên là cái giọng của tôi nó cũng kiểu kiểu như là đại loại là khá là ok đi củi. Chết ngu vãi. Con kia quay lại, quay. Thằng kia có một con kìa. Nào. Tôi chờ nó quay lưng cái là nó chết ngay. Lại chết rồi. Ô, con kia thấy rồi, thấy. Đủ. Thấy rồi. Tìm đi em. Rồi, đi. Rồi, nó đi rồi. Ngu vãi cái này. Con này tôi chỉ có lốt. Tôi sẽ kéo nào để kéo kìm. Bay. Tốt. Một pháp Blink chuẩn mực. Một pha xử lý hơi cồng cành nhưng có phần hài hước. Con điên đấy vẫn đi la liếm giải thưởng. Con vẫn mò được kìa, đầu má con cá này. Con động giật. Nên này bắt bốm này. Con này tôi sẽ bay xuống một cái là thịt luộc luôn con này. Nếu một khi nó đã quay lưng lại thì coi như đời nó đắp chiếu luôn. Ô kìa. Con ma này nó đùa. Nó thấy mình không? Có đủ. Nó thấy tôi sao không ạ? Mẹ. Đâu? Nó đâu rồi? À đây chứ đâu. Chết. Xong. Vậy là xin chia buồn với Dạ Quyến rằng là đã có hai con lợn đi rồi. Đây chắc lại đoạn này tôi lại phải bay sang à? Ồ đoạn này nó có bay sang nó hút mất. Ủa, bên này em có kìa. Làm thế nào nhỉ? À đây cái đài. Đó, trong này đang có một cái vụ án gì các bạn ạ? Nào đi qua đi em. Xem ngó cái gì, anh đùa đấy. Ok. Thì bọn ở trong này nó đang phong tỏa một cái gì đấy, ông công ạ. Một cái bức tượng bị vỡ à? Một mình thằng này trong này sao? À kia. Đây là một cái chết từ ôi, con này quen quá. Iris. Con này tên là Iris mà. Mẹ con này mình vừa cứu mình nó sợ ở cái tập trước giờ nó lại oảng. Vãi. Ui vãi. Tại sao Iris lại chết một cách hoàn hảo đến như vậy? Bị đá rơi. Chắc sẽ bị ở đây không phải là do bị súng. Tôi nghĩ không phải súng. À đây Stone này, Statue Stone, ok. Rơi một phát trúng đầu à? Không. Accidental, méo phải. Cái này nó phải do, chắc chắn nó bị đá rơi rồi, nhưng mà nó bị một cái gì cơ? Suicide, đây. Chứ không phải là vũ khí, đây là vũ khí này, đây. Vãi. Tôi đang nghĩ rằng nó không phải là vũ khí rồi.
À, con Iris này nó đã bị một cái thằng mà lạ mặt cái lúc mà nó bắn mình ấy các ông ạ. Thằng nó bắn mình. Đây, nó đẩy cái bức tượng này rơi xuống, cái con Iris đang đi thế là ngáo ngơ làm phát đầu đi luôn. Êm du. Rồi. Hai yếu tố rồi. Rồi. Đây là cái thằng mà nó giết mình ở ngay cái đầu tiên ấy, nó bắn 7 viên đạn vào ngực. Giờ nó bắt đầu ung dung ngoài vòng pháp luật. Mạnh. Thôi xong. À, cái viên đá rơi thì nó vẫn chưa chết. Phải không? Vậy. Chết tiệt. Cô đã bị một kẻ ở trong đây giết. Don't hold too tight to what's keeping you. Ô ma đó kìa. Thế là có nghĩa con Iris này với con con chết cháy kia nó đã được đi theo cùng nhau làm bạn ấy, hai con này làm bạn mà. Ô chúng nó lên thiên đường à? Vậy. Bao giờ mình mới được siêu thoát? What else did he do here? Okay. Any story gets hình như trên này phải. Nó hình như nó bảo lên trên, này. Không biết có phải không. Trong nhà méo có đi được. What the fuck? Mấy cái đoạn này nó không đi được cơ công ạ. À đây đây đây. Ở trong này cũng có một số ám hạng chết này. Ui mẹ con kia là ăn lốc rồi. Công an bên ngoài đứng canh. Không biết tê nhỉ, thằng này không biết sợ. Rất là gọi là mạnh dạn. Công an này. Đây là... đúng rồi, đây là con Iris này. Cái ông bác sĩ, à đâu. Con, cái con nào đây, tôi méo nhớ nhưng đây là hai vợ chồng nhà tôi mà. Con áo trắng này vợ và đây là tôi. Đẹp trai vãi cái đái. Các ông nhìn này. Ngày xưa tôi còn trai trẻ thì đừng hỏi luôn. Mặc bộ vest trắng cưới vợ. Thôi rồi. Đây là một cái chết. Overpowers. Một yếu tố. Nó còn phải chết do một cái gì đấy nữa. Đây hai người. Twisted. No chance. Hai yếu tố, ba yếu tố rồi. Kính vỡ. Detroit đã bị phá hủy. Đã phá hủy. Sao nào đây? Mẹ mình biến vào đâu đấy? Mình vừa biến vào đâu đấy? Hết à? Oh, what is Iris doing? Cô ấy đang làm gì? Chạy. Glitching. Jesus Christ. Cầu xin giúp đỡ đúng rồi. Như cần sự giúp đỡ từ từ following. Following là falling là tiến tới sao nhỉ? Đây là claim Scarlet. Tôi nghĩ là Scarlet. Đúng rồi. Rồi, đây là một cái. Chắc là còn hỏi cả con nào nữa. Đây đây. Không biết có phải không. Đâu nhở? Tôi nghĩ rằng còn nữa chứ. À, đây bên này cũng còn này. Bên này cũng còn nốt. À đây cái màn hình là bị lỗi win à. Tôi không hiểu cho lắm bởi vì là cái đoạn này à đây, đây. Không biết có phải không. Đây à, tôi nghĩ là phải gọi à đây đây đúng là cái inspector nó phải còn chứ. Cửa sổ một cái nữa ở đâu. C-
cửa này méo qua được à? À đây, cái này nó không cho qua nữa. Qua nữa thì nó cho mình quay lại, chứ không phải là mình sẽ chết. Tôi phải nghĩ là phải còn chứ nhỉ. Nhưng mà không nhớ nó là cái gì, cũng không biết luôn ấy mà không nhớ. Nó chỉ ở trong cái căn phòng thôi. Nhưng mà cái đủ má ăn cá, tôi mãi không thấy nó là cái gì. Đây à? Quỳ. Đây là chắc đủ 7 yếu tố rồi. What was her main thing about why a killer? Và tại sao hắn lại đến đây để giết cô ấy? Đoạn này à? Đây. Đúng rồi. Tìm để giết con Iris. Con mình đã cứu con bé đấy ở trong cái trại cái bệnh viện tâm thần hay sao ấy. Rồi. Ok. Đây là một cái đại gia đình. Rồi, cái lúc con này chạy qua này. Rồi. Một mình chấp tất à? Ui, khỏe đấy. Nó khỏe vãi không ạ? Ui giời, gãy mẹ chân luôn vãi. Thế là cuối cùng là do cái con Iris này mà cả cái đại gia đình này chết. Thế mà từ đầu vừa lẽ tôi nghĩ rằng là tôi đám cưới nhà họ tôi, nói là đám cưới nhà tôi. Rồi sao nữa nhỉ? Bây giờ nó phải cho tôi cái gì chứ? Đậu xanh. Cứ thế là hết à? Cái thằng sát nhân kia nó đang gây ra rất nhiều vụ án có vẻ như là ngu người. Và càng ngày cái câu chuyện này càng làm tôi thú vị. Ở trên này tầng 3F nó cũng có. Cha chết mẹ rồi. Mong Chúa sẽ phụ mong Chúa sẽ tìm được cô ấy. Và tại sao hắn lại đến đây? Oh yeah. Ok. Lại tìm thêm 5 cái clue nữa phải. Cái đoạn này là có đoạn nào nhỉ? Chúng ta lại tìm cái manh mối mà cái thằng cha này tại sao nó giết Toby Rosary Woon. Do cái thằng cha này nó cứu cái con bé Iris kia đây là chết kiểu như là chết thuê ấy. Ngu vãi. Đôi khi là cái sự hy sinh nó không đáng để mà đánh đổi. Chúa sẽ phù hộ ông. Ok, máu. Đây là cái gì? Răng à? À đây là vết chân mèo. Đù. Thề luôn chứ. Đây chắc chắn là vết chân mèo rồi. Bởi vì tôi đã từng làm mèo nên tôi biết. Ok. Đoạn này không biết là có cái gì không. Đây kẻ sát nhân đây các bạn ạ. Mày thằng cha này. Tại sao hắn lại đến đây? Hắn lại cầm cái bức ảnh của cái con Iris và bà già nó. Discoverers ignoring blindness. Cái đoạn này là cái gì nhỉ? Discoverers và starting blindness. Một chai chủ rùi may. Starting, đúng rồi. Khi mà cái thằng này nó vừa cầm cái bức ảnh lên thì thằng cha nó vào. Và cha vào thì nó chết luôn. Đấy, bức ảnh rơi xuống đất nó vỡ. Khá là thốn. Đây là mèo này. Xong. Đây. Nói kẻ sát nhân giết cái ông này.
và con mèo à? Đây, ba cái, tôi nghĩ ba cái này, đúng rồi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây phải? I don't think she's the most ideal roommate. A little rough around the edges, but I'm sure you like the room, and in time you'll both get along. Đây là toàn bộ tường thuật trực tiếp của cái giải đấu. Don't worry. I can get along with most anyone. À, giờ trực tiếp cái vụ án vừa rồi. Rồi mở cửa ra thế nào chết thuê. We are. Ừ, phải. Father, what's wrong? Chuyện gì ra vậy? Chuyện gì vậy? Go, go. Đi, đi. Joy, but took out Iris instead. This is a friggin' dead end. Thật sự thì tôi còn có một cái thắc mắc rằng là cái thằng bịt mặt đấy, thật sự nó đá rất mạnh. Baxter. Nó đá cực kỳ mạnh luôn. Nó đi nó vật người như gọi là cái vật cái cục bông ấy các bạn ạ, mẹ. Cái lúc mà nó bắn tôi, mẹ đấm tôi, mẹ tôi thấy nó nhàn tênh. Thôi méo hiểu, cực kỳ nhàn. Đấm khỏe vách cái đái à. Đây con mèo. Easy, 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 it's your old buddy Ronan. Đấy, nó đấm khỏe vãi. À, rơi một cái chìa khóa. What the hell was that? The killer dropped something in the vent. Maybe the cat can help get to it. Có lẽ mình nên cần con mèo giúp mình một chút. Ok. Hình như tôi nhớ không nhầm thì nó bây giờ đây 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 đối nào nhỉ. Vừa nãy khi mà bức ảnh cái đoạn đấy nó nói về một cái vấn đề là rơi một cái chìa khóa như này dưới này cũng có người quăng. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Đây là chiếc chìa khóa mà cây còn gì nữa hỏi ngu. Cái chìa khóa này để mở một cái chìa khóa này nó dùng để mở một cái gì đấy nhở, mở một cái căn nhà đoạn nào. Ở đoạn này không phải nhà thờ, không phải. Cái nơi nhà đấy ở đâu, câu hỏi là cái nhà đấy ở đâu. Ở đây à, méo phải đâu. I need to about how. Mấy cái này làm gì có nhà đâu. Đây đúng rồi. That's it. The killer's hideout. I need to get to Judgment House. Bây giờ là chủ nó bảo mình đi đâu nhỉ? Complete. Nó bảo mình đi ra ngoài sao? Mẹ có mà. Rồi. Và bây giờ như là tìm Joy và hỏi câu ấy cái gì. Mẹ, câu trả lời nhanh quá nên là tôi cũng không kịp đọc. Mày lại chết rồi. Ngu quá. Còn nữa không? Đi đi em. Thế làm thế nào để qua đây nhỉ? À đây, đúng rồi em ơi, qua lại đi. Thật sự là cái game này tôi giống, tôi thấy nó khá là giống với Watch Dogs. Bởi vì nó có cái thể loại kiểu là điều khiển từ xa hay không. Nên là nhìn nó hay vậy. Đây chắc qua rồi, đây chắc ra rồi. Đâu con bé đâu rồi? À trong cái ô tô. Do some ghost thing and get me out of this. Come on. Nó đang bảo mình là hãy giúp tôi ra khỏi đây. Hãy giúp tôi ra khỏi chiếc xe quái quỷ này. What happened in there? Chuyện gì xảy ra ở đó? He didn't suffer. Anh đã... He died protecting innocent people. That's all you need to know. Ồ, có gì đặc biệt kìa. Hey,
You know, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and failing to escape. So you can drop the crazy act, alright? Give her a break. You have anything to say for yourself? Cái thằng này có vẻ khá là ngạc nhiên khi mà thấy con bé nói chuyện với mình. No? Bởi vì có một con bé nhìn thấy mình. That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. Có một con bé nhìn thấy mình nên là... Tell him what we found. They need to know it all. You gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw. Oh, chở mẹ đi luôn. Tell Rex about that too. Đi chỉ. It's probably the killer's place. Cái tội ham hố. Okay, we'll try. Mình cứ tưởng là mình sẽ cứu con bé đấy cơ, nhưng bây giờ mình chúng ta sẽ đi một mình. Lại quay lại đây à? Vậy à, hình như bây giờ chúng ta sẽ đến với cái căn nhà của thằng nếu như không nhầm thì ở căn nhà ở của cái thằng kia Dương Bình Hào. Cái này Blink sướng vậy. Ô nằm ma như này tôi cũng thích. Đây là cái căn nhà cái nơi mà ngày xưa tôi chết nó quẳng đây này, tôi bắn mẹ phát từ đoạn trên này. Đây này, đây là cái chỗ mà ngày xưa nó bắn tôi ngã từ trên tầng 1, 2, 3 tầng 4 rồi xuống tầng mãi này, rồi bẻ phát đây gãy mẹ lưng. Nó thế xuống kia nó bồi lên 8 viên đây, 2, 4 này, 6, 7 viên vào ngực mẹ. Số nó đen, đen rồi đỏ quên đây. I always heard this place was such đây là một căn nhà bỏ hoang từ rất là lâu rồi. Và bây giờ như tôi nhớ không nhầm thì chúng ta sẽ vào căn nhà này và kiếm một chút manh mối. Place you wouldn't dare your worst enemy to go into. Đây như nhà của cái thằng cha. Cái ông ở nhà thờ phải. Ủa, trong nhà có người sống chứ đấy. Judgment House. Huh. This abandoned place isn't so abandoned after all. À, xe công an. Tôi đã nghĩ ra thằng nào rồi. I hate it when I'm right. Tôi đang biết thằng nào rồi. Tôi nghĩ rằng là cái thằng công an thằng béo nó dí vào lưng ấy. Thằng bé béo đầu chọc. Có lẽ nó là thủ phạm. Gì đấy? Getsu ở giờ đến đến một căn phòng Dương Minh à. Căn phòng đây, căn phòng nào? Để xét xem một lượt xem có con ma đó. Con này là gì? Last man be world who keep. Này là what the fuck gì? À bên này cũng có một chút một cái đường đi này. Đây rồi. Holy shit. Look at all this crap. Hãy nhìn những bức tranh. Đây là cái quái gì vậy? Fresh paint. This one's just been done. The witch who flew from her own mother. Giết mẹ, giết chị gái, giết em gái. Và tất cả những kẻ vào đêm nay. Very nice. Có liên quan đến vụ việc, hình như nó giết hết. Game mù vãi. This looks like the Bell Killer's war room. I should check this all out. Rồi. Rồi như chúng ta sẽ tìm thêm 6 cái manh mối clue nữa. Một cái bài báo Third Handing Week Team Discovery. Một cái trang thế giới động vật à. Vì trên TV thường có kênh Discovery. Nó là thế giới động vật. Nhà tôi nghĩ là vậy. Person. Một con gấu bị nghi ở đây.
Đây trên cái bảng nó vẽ một cái sơ đồ nhà. Nó đây là nó vẽ một cái sơ đồ kiểu phân tích cái như kiểu là nó sao nhỉ? Nó giống như là một cái biểu đồ nói về chi tiết cái cấu tạo của cái giết người. Thằng này thộn khôn phết. Thằng này chắc không phải dạng vừa rồi. Cho. Similar murders. Multiple killers. Multi-kill. Ba mạng. Ba cái chết. Copycats, a conspiracy. What else did you hide in this house, you freak? Tất cả những bức ảnh trên kia nó đều giết từng đấy người. Sao nữa? Ủa, trong này lại có ma. Trời, nhà nào cũng có ma. Chắc giờ tôi đang chơi game, chắc bên tôi có ma mất. Đây, chuối. Quay lại. Thế xem nào. Ui, mẹ đang kia thấy rồi. Mày ngu. Đúng rồi, quay lại đi. Chết. Đâu còn, ở đây cũng còn một con ma đâu nhỉ. Không biết nó có đi vào đây không. Không đi vào thì mày lại chết rồi. Ô mẹ, nó đi xuyên tường khắm chứ đấy. Đủ, tí nó đi vào cái đoạn tường này nhọc. Nhanh. Chết. Để sao nào. Đi chỗ lối tiếp theo chỗ nào ở đâu nhỉ? Ở đi xuống tầng dưới à? Trong nhà lắm ma vãi cái đái. Đấy, cứ mỗi lần nghe cái tiếng rừng rợn đấy lên là tôi lại biết được có ma rồi. Đằng kia có một con ngu. Rồi nó lại chết rồi. Thằng này thôi thì con này trước. Ui con kia thấy. Đây, chạy. Mày mới tìm tao đúng không? Mày chết. Đây nó đây này. Nó chỉ cần quay lưng lại cái là tôi thì đuổi nó luôn. Đó. Mày chết. Đây còn thằng này nữa đâu nhỉ. Quay lưng. Ôi trời, hai thằng. Ôi thôi, em xin lỗi. Tủ má con cá. Game ngu vãi. Để cho tôi giết những hai con. Hai con đứng sát nhau kiểu như chuẩn bị chịch nhau ấy. Không biết thương người cái đéo gì cả. Rồi giờ tôi thì thằng kia thì nó lại. Thì cái thằng kia lại thì tôi. Đó. Rồi chỉ cần chờ nó quay lưng cái là thịt luộc luôn. Thằng kia đi vào trong tường. Thôi. A đủ. Không vào đây đâu. Mày không được vào đây. Rồi cút. Cảm thấy vô cùng ức chế khi mà nhìn mỗi lần cái nhìn cái lũ ma ngu đần này. Lên. Kìa nghe quả kìa, quả kìa mấy em. Tao ra thịt mày trước. Rò đi. Có cái đậu mà cả. Ôi chết, lần thứ hai. Mẹ ấn rò được, tôi ấn mãi được. Thêm méo nào. Mất dậy thế. Đây là. Nào ra đấy. Chết đấy, hai lần cực kỳ lãng xẹt. Ôi thì thằng này trước. Phụ tôi đi. Chết.
đuổi đây, đuổi đây, đuổi đây em ơi. Đấy, thằng em người ngay. Con quạ kìa kìa, rồi dám mút đi. Chết. Ở đây cũng còn một thằng nữa đúng không? Ở đây là một đôi, mà ở đôi này nó có chung trong một phòng. Chúng ta chơi con này trước. Đó, thằng kia ngu luôn, nó không nhìn thấy. Không nhìn thấy nhưng mày lại chết rồi. Buồn thật đấy. Lắc 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 lắc, nó sẽ lắc người đôi cái. Bay hướng. Và trên. Giờ tôi đang thành cái thằng đi chuyên đi săn ma chứ đéo phải là chúng nó đi săn tôi nữa. À đây, thằng này. Thằng Baxter. Một cái thằng mà mình cực kỳ ghét. Cái gì đấy? Ronan? Ronan. What the hell is going on? Anh làm gì ở đây? Why'd you do it? Why'd you bring back the witch trials and kill all those innocent girls? You think I'm the bell killer? Are you insane? I've never killed anyone. You gotta help me. Thằng này như kiểu bị móc mắt thì các bạn ạ. We gotta get out of here. Oh, we gotta get out of here. All of a sudden, chúng ta sẽ ra khỏi đây ư? Tôi muốn anh nghe, tôi muốn anh hãy nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra đây. Ai đã giết anh? So, who killed you? Vậy ai đã giết anh? Bell killer, you idiot. Giờ khi nào Udinus? Nhưng tôi không thể ra được một gì. What the fuck? Nói nhanh thế. Where's the killer? No idea. Tên giết người ở đâu? But when we fought, he said something I didn't understand at all. Wait. The killer actually talked? Not much, but I think I hit a nerve. I told that bastard he'd be dead soon. But he said, I already know death. And then something about his instrument of death will kill again tonight. My instrument of death? But he kills different ways every time. I don't get it. Yeah, me neither. We gotta figure out what that means. Chúng ta phải cùng nhau thoát ra đi phải. What square are you going here? What were you doing? Tại sao vẫn còn ở đây? Following a lead. I never dropped the case. Had this psychic. Nhìn cái thằng công an này, từ đầu mình vẫn nghĩ là nó là một cái kẻ cực kỳ gian manh. Khi mà tôi chết ở trên đường, cái mũ ở trên đầu tôi này, nó định lấy rồi nó đội lên đầu vãi. So that's why you're at the museum. Do you know where Cassandra is? Is she still alive? Last I checked, yeah. I took her to a safe house outside of town. Trước, lúc trước tôi đã tìm. Oh my god, she's alive. I was sure she'd be dead too. Joy be freaking rồi biết Frankie ở đâu. She shouldn't end up cô ấy muốn kết thúc một mình. Cassandra ever bring up her daughter? Anh có biết Joy? Wouldn't shut up about her. We looked for Joy for days, but it was too risky. Cassandra has been begging me to. Alright, you get back to Cassandra. Make sure she's still safe. And bring her chúng ta sẽ quay lại Cassandra và cái đầu phát mẹ nó nói chuyện lâu thế. I hope. Rồi giờ lối đi là lối nào? Baxter now choice. Phi nào rồi ạ? Away, nó bảo mình ra khỏi đây. Ồ, cái gì chỉ tay kìa? What the fuck? Nó vừa bảo tôi ra khỏi đây xong mà giờ nó lại cho kiểu như là giờ nó lại làm thêm nhiệm vụ phụ à? What's well in strong here? Singing, blading và một động từ nó chuẩn rồi. You stood for justice. How is this just? Con bé này mà con bé mà lúc đầu nó còn đang dạo chơi trên cái phố ở trên này. Nó còn nói chuyện tôi cơ. Giờ nó ngu vãi nó chết trước. Đây là những cây nến.
Đây là chỗ để nến nha. Đây là cái gì? Dây thừng à? Hay là bật cao su? Má. À, đây là thằng quản ngục này. Cái thằng này tôi đã thấy rồi. Thằng này chắc cầm đầu đấy. Ở thách kinh, happy, hỗ trợ, đây để giúp đỡ này. Nói chuyện này. Ok mày, I'm pushing please. Làm ơn. Làm ơn đi. Để ác cục xin này. Giúp đi. Và cái cơm đi. Storm. Please này là làm ơn rồi. Đó. You claim righteousness, but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. Ok. Đã được 4 cái rồi. Bên này cũng đi được hay sao nhỉ? Đây cũng có mà. Lại là lên. Mấy cái này nó chả ý nghĩa gì luôn đấy ạ. Mà mấy cái này là cái gì? Đây là lồng sắt à? Đây là một cái tấm ván à. Rồi, một cái lửa. Tôi cần tìm thêm một cái lửa. Thêm một cái lửa là ở đâu? Xích. Bồn. Ok. What happened? Chuyện gì đã xảy ra ở dưới này? Để xem nào. Rồi đúng rồi. Thằng ông này chỉ tay con này. Rồi và... Chết à? À đây. Prison Strike. Không phải. Ông này chỉ con này làm cái gì đấy thì sao ấy? Tôi nhớ không nhầm thì ông ấy chỉ làm một cái gì? Đốt nến à? Hay là cái này? Không phải, đù má cá. Rồi đúng rồi. You claim righteousness. Tôi chỉ cố gắng giải mã giỏi lắm hai cái thôi. Thứ ba rất là khó. You stood for justice. How is this just? The courts are not a place for your murderous whimsy. You are a corrupt heathen. The families of those innocent souls you executed through false accusation of witchcraft will exact their righteous justice tonight. False accusation? What is that nonsense you draw? Đó là cái gì vậy, đó là? My mark will burn like a brand in the flesh of this town. À. It takes me to the ends of eternity. I will personally make the bell toll for every. Đó là một cái bức hình xăm. Đó là cái hình xăm của cái thằng kẻ sát nhân đã giết và thiêu cái chị gái của con bé này. Abigail. She might be the bell killer. Tôi nhớ ra cái hình xăm này rồi. Nó xăm ở cánh tay. I gotta get out of here and figure out how to track her. Lại chúng ta nên ra khỏi đây. Ok. Đây rồi. Không nên sao. Nó bảo mình ra khỏi đây cơ mà. Tôi không nhớ cái đường nào ra khỏi đây luôn ấy. Giờ đi lạc bố rồi. Thằng này xăm cánh tay đẹp vãi. Rex is missing. It could be going down right now. Where'd you take Joy, you asshole? Oh, vãi. Why would the Abigail take Joy? Hình như là... Để xem nào. Cái này là cái gì đây? Một cuộc chạm trán. Đây. Một cuộc chạm trán với cái chết. Kẻ đã giết Kina. Kẻ sát nhân đã giết. Một cái gì nhỉ? Trong ngôi nhà. Không phải. Á cái đủ má con cá. Giết cái này vì yếu tố gì nhỉ? Tôi không biết nó là cái gì. Thôi thì một lần đi lần mò cũng được. Đây đúng rồi. Để giết ông này, giết con này. Đấy chuẩn rồi, úi dồi bấm bừa được chị. Hay quá. Instrument of death, meaning her death, where she was killed. The gallows at the museum.
Hang on, kid. I'm on my way. Gì đó. Rồi, exit. Rồi, chúng ta sẽ ra khỏi cái căn nhà này. Mẹ, tôi không muốn ở đây một chút nào, một giây phút nào nữa rồi. Ờ, đường đâu, đường đâu, đường đâu, đường đâu. Exit đây. Ô, mẹ, nó cho mình đi đường vòng nhọc. Ô vãi. Tôi không nhớ cái đường nào đi ra luôn ấy. Tôi nhớ là có một cái bức tường đi xuống tầng ở đây đây. Đi xuống tầng ở đây exit rồi. Một mình đi trong bóng đêm. Kinh hồn. Kia là cái gì? Có một cái móng gì đen đen ấy. Để xem nào. Chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái nơi hai mươi mấy mét kia nữa. Salem History, một cái nơi lịch sử à? Museum. Đây là cái vụ tai nạn ô tô mà thằng này nó quẳng ở đây. À, hình như chúng ta phải quay lại cái nơi vừa lấy sao nhỉ? Đấy, quen quá. Mẹ đêm bọn này không ngủ sao mà bọn này cứ suốt ngày ra công viên đứng vãi. No one deserves to be murdered. And when the psycho trying to kill someone pretends there's some grand justice behind it, that just makes it all the more twisted. Đâu nhỉ? Vãi sao lắm thế? Ôi đù. Này đi ngu gái nó làm cho phát thì ngu quẳng. À, cái thằng sát nhân nó định... Not another step. À, đậu má ăn cá, hóa ra thằng Rick. Thằng Rick là kẻ sát nhân. Và nó nhìn thấy ma thật. Không chỉ một con roi này thế mà mình không nghĩ rằng cái thằng Rick này cũng có thể nhìn thấy mình. Who try to mask their demonic contract and leverage powers they should never possess, just like you have. Don't you dare compare me to her. Easy, easy. Put your hands up. Put your hands up. Chia bỏ xuống xuống ngon. Put your hands up. Hands up. Do it now. Quỳ xuống. Đây là cái gì ấy nhỉ? Ô vãi. Tôi nhớ không nhầm gì đấy là con ma mà. Ma nó nhập à? Không phải bây giờ. This was you. Once you getting closer to the truth. Ronan, do something. Cái thằng khốn này nó có kỹ năng đặc biệt. Ô vãi. Ô vãi đây. Chưa làm gì kịp đã gọi là. Giờ lại phải đi lại. Đậu xanh bát canh. Mẹ. Tôi sẽ tua qua luôn. Một cháu. Come on, come on, 15 giây. Mày chạy đi. Ui, ui xui. Cái đạn này là cái nào đấy? Cái nào? Cái nào? Điều gì có thể dừng lại?
Là cái nào, là cái nào, cái là cái này à? Không phải rồi, úi dồi, đủ má. Chết. Vâng, mà tôi lại đi lại, tôi có lẽ chơi lần mò rồi. Có lẽ chúng ta lên ghi ra giấy. Vãi lành, hình như là admin game hay sao nhỉ? Mỗi lần nhất tôi phải thử lấy bao nhiêu lần. Nào, 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 15 giây. Thằng méo biết tiếng Anh cái gì đây? Nào, 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 nào. Là cái nào, là cái nào, không được bấm sai, cái này không được bấm sai các bạn ạ. Vừa nãy mình bấm cái nào, cái này là không được. Cái này là vừa nãy không được này. Ờ, Van Patersheet, đây là đồng chí. The Wizard in Ghosting, here the Wizard Witness nào. Hải rồi, lại chết rồi. Thôi, 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 thôi. Chết mà. What the fuck, cái đoạn này nó không hiểu luôn đấy, tôi không hiểu cái đoạn này như thế nào luôn. Thật sự tôi béo có biết tiếng Anh. Mẹ, mãi tôi không qua được cái chỗ này, không hiểu được cái đoạn này như thế nào. Chết thế hai lần rồi. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Nào thử ăn may, ăn may, ăn may, ăn may. Cái nào? My on this. Power Scream. Killer Instati. Cái này nào. Ôi được kìa, ôi dồi ôi. Ngon. Hay. À hóa ra là cái con bé nó nhập vào thằng này. Con bé kia tôi cứ nghĩ đó là một người ngoan hiền. Mọi thứ đã kết thúc Abigail. Con này có một quyền năng khá tốt đấy. Cay. What the fuck? Làm cái nào, làm cái nào, làm cái nào. Tôi lại chết mẹ rồi. Xong. Ngủ vai cả đái. Thề luôn chứ. Tôi chết 3 lần. Mắc bù xịt. Má lần. Đây là lần thứ 4 rồi. Ui nhanh 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 nhanh. Cút 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 cút. Come on, come on, come on. Scream, scream, scream. Cái này qua rồi. Có lẽ là cái này, đây. Phải không? Phải không em? Đây là gì? The time is upon us, Abigail Williams. À. No. Cái con này nó theo một cái gì đấy nên là bị treo cổ. Bị dân làng treo cổ ông ạ. You want to use memories against me? You can play at that game. Nó cũng đào mộ mình lên chứ vãi. I know the truth about your death. But mẹ mình đào mộ nó chết như thế nào, nó cũng đào mộ mình chết như nào luôn vãi. Tại sao cô biết? Did you use Rex to kill me? Tại sao cô cần cần Rex để giết tôi? The most respected, the most feared official in town. Of course I did. Cuối cùng thì sự thật đã bị bại lộ. Phải chăng đây là ending game? How could Rex have done it? Rose's killer had blue eyes. I didn't use the same killer for every murder. Baxter. Con này nó giết cả Baxter. Cả cái thằng kill Baxter. I eventually kill all the killers I use. Especially the ones who get close to the truth. Và tại sao cô giết, tại sao cô muốn giết tôi? I wasn't close to the truth in the apartment. I wasn't one of your killers. Why did I have to die?
Nhìn cái mặt rồi kìa. Vãi. No. I wouldn't. How could I? Làm thế nào? Làm thế nào cô lại? You made me kill her. Ngươi đã giết tôi và cô ấy. Phải lầy. If I'm going out, you're coming with me. Thả ta ở đây và ta sẽ đến với ngươi. Mày chết. Chết. Thế là cái con đấy về đất mẹ rồi. Đó, thế nó về mồ nó luôn. Và giờ cuối cùng thì tôi đã trở thành một cái linh hồn có sự tự do. Còn kết thúc game hay không thì tôi cũng chưa biết, nhưng tôi cảm nhận rằng đây là những cái giây phút cuối của tựa game này rồi. We all got a dark side, sometimes obvious. Sometimes not. If we're lucky, we keep our dark side hidden. By law, Rex was a killer. But the law doesn't always see the truth. Fortunately, Joy did. And she would never press charges. She might even help Rex cover his tracks. One thing's for certain. She's a better person than I was at that age. A kid who deserves forgiveness. Why? She's paid her dues. And committing a few small crimes searching for your mom, well, even the coldest cops would forgive those. Mom! Mẹ! Rồi, hình như là tìm được cho cái con bé này mẹ rồi. Hasn't been a killer murder since the night Abigail met her final end. But the case never officially closed. But memories fade, time heals. With luck, Salem will move on and find peace. Death repays debts, my father always said. Forever I believe that. But truth be told, this life ain't over until you're honest about what you owe. Chỗ kia trên kia đóng mẹ thôi. Set everything right. Settle your debts. Đôi khi nó kết thúc mẹ vụ án của tôi. Only then nó không điều tra can you move on. Ronan. Cái gì đấy? Vâng. Hết mẹ game luôn. Vâng thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ mình trong cái sân game Murder So Suspect này. Thì cảm ơn các anh em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Và tôi sẽ ra những game